kho tàng đẹp quá. Dạ, pop up cũng chưa rành, lấn cái đơ kỹ thuật đó lấn cũng chưa nắm được. Dạ, chứ ảnh đẹp đẹp quá, cái này là khi Phật nhập Niết Bàn thay ấy. Dạ. Dạ, mỗi bức tường, mỗi cái tranh đều có những cái câu chuyện. Bởi đó nói học Phật là học cả đời. Không, dạ, học cả đời chưa hết. Vậy chứ mà nắm được chưa hết. Ô, bức tường đẹp quá. Tường băng đông vẫn thấy. Ồ, oh. Tượng này 700 năm tuổi. Rồi, dạ. Tượng này bằng tre trúc. Ồ, oh, đẹp quá, tre trúc mà ra công nhận nghệ thuật thiệt chứ hả? Đẹp quá. Cả một kho báu đó. Rồi, chúng ta dán nè. Đây là tâm chuyên mại của chúng ta biết bạn. Dạ. Trên ngoài cảnh xe từ. Dạ, đẹp quá. Thầy Đức Phật nhập Niết Bàn là vua chúa này, chư dạ. Thiên này, mấy dạ. Người hậu quan này chư thiên. Dạ. Các vị tỳ kheo. Dạ. Các vị thầy, các vua chúa này. Ai dạ. Cũng đau buồn khóc lóc. Ông đi chịu không nổi cả nữa ra. Dạ. Hay làm rất là hay. Nghệ thuật. Nói chung là sống động. Bữa đây con mới thấy một bức tranh về Phật nhập Niết Bàn mà bằng khảm sa cư đấy á. Cho thấy tường thì cũng nhiều rồi. Nhưng mà tranh khảm sa cư chưa mới thấy đó. Đây là những vị Phật xưa, nhiều dạ. Nước. Đây của Tây Tạng. Dạ. Việt Nam này phải con ông Thị Kính này. À dạ. Con ông Thị Kính đây. Dạ. À, hàng chỉ có em bé. Có em bé, có em Kim đó. Dạ. À, ừ. Hai cái biểu tượng đó, chụp cho hoàng cái đó để. Là tượng này bằng sắt nè, 500 năm đời Minh. À, bằng sắt. Nhìn cũng được bằng đồng ấy. Dạ, hay quá. À. À, hay quá. Bằng gỗ thân gỗ trầm này. Dạ. Cái bằng bạc. Dạ. À, thế là bạc mà cái màu giống như bằng đồng ấy. À, thế mà lên đây là ra bạc này, hay à. Đây bằng đồng này, bằng đỏ này. Đây là tượng thời Lê này. Dạ. Yeah. Tượng Nhật Bản này. Dạ. Yeah. Đây là tay du ký này. Tay du ký này. Dạ. Yeah. Yeah. Để ra bữa hôm dẫn thằng quả mơ, thằng bé mày. Thích lắm. Đây con rùa đây, rùa chạy bốn này trở quay lại hỏi đây. Dạ, dạ. Chạy đi qua sông. Qua sông Thông Thiên đó. Dạ. Yeah. Đây là Tề Thiên trong Tây Phật này. Dạ, dạ. Dạ. Như lại. Dạ, như lại. Hay quá. Bằng đá, làm cái đế rất là đẹp. Ngọc đạc má rá khẽ đó. Công phu đó. Công phu. Ủa, mấy cái đi em tỉ mà chị biết rồi cái gì? Không, có nhiều cái em không biết đâu. Hoặc là biết nhưng mà biết hơi hợt. Yeah. À, biết hơi hợt thì có như chưa biết. Đây là mấy tượng La Hán chị này. Dạ. Mấy tượng La Hán là tượng mới. Đây nè, đây là mấy tượng La Hán này. Dạ. Đây ghi cái tên thầy. Phật Bát La Hán là mới. Dạ, đây Bác là mới này mà. Từ thôi, hồi là ghi tên hết chứ nhưng mà. Dạ. Dạ. Bên chùa là Linh Ứng á, dưới mỗi tường của Thập Bát La Hán đều có mấy câu thơ hay lắm, mấy câu thơ có tên hay lắm. Tượng đi này, tượng đi Thập Bát không? Tượng ni cũng gặp đá này. Hay quá thầy. Tượng ni là, yeah. Là anh của thầy Mông Cô Bát này. Tượng ni. Campuchia. Tượng ni bằng đồng thẳng thầy. Bằng gỗ vậy. À bằng gỗ hả? Tượng ngồi hay đứng vậy? Tượng đứng á. Ngồi đứng. Tượng ni nè. À. Ngồi hay đứng? Tượng. Ngồi. À ngồi. Ngồi mà nhìn. Nhìn giống như đứng. À. Động là đứng hay ngồi là phải nhìn kỳ. Chứ không thấy cái chiều cao mà nói là đứng hay ngồi. Nếu nhìn chiều cao thì rõ ràng là giống như đứng mà. Hay quá à, nghệ thuật quá. Tượng
Từng đây gọi là đỉnh cao của thiền định. Dạ. Ngồi thiền là ở đi lên cái đấy là đỉnh cao của thiền định. Dạ, tức là ngồi nhưng mà cái đầu là giống như là đã lên tới cao, hay quá, đỉnh cao của thiền định. Dạ. Tức là vào những cảnh giới của chư thiên. Thăng hoa rồi đây. Dạ. Độc đáo rồi. Dạ, hay quá. Cái tên hay thầy đấy. Định cao thiền định. Nếu không thì không hay. Thầy là thầy không hiểu về á. Dạ. Thầy phải nghĩ tại sao tác giả người ta làm cái chuyện này. À dạ, hay mình quá. Mình tìm ra được cái ý tưởng là phù hợp hay tâm của họ. Dạ. Chứ không ai biết tại sao làm như vậy trên. Nhưng mình thì mình thấy được cái tâm đó. Dạ. Khi mà quay từ khi mà nhìn cái đoạn trên thì rõ ràng là đứng thầy. Nhìn đoạn trên nhưng mà nhìn từ dưới lên trên thì thấy là định cao của thiền định hay thiền. Gỗ hóa đá. Dạ. Mộc thật này. Dạ, mộc thật. Tượng này là không biết bằng cái gì. Dạ. Nhưng mà nó nặng lắm, chị bưng ra. Ma. Dạ. Quẩy dép. À, bưng thử. À, dạ. Không bưng thử. Bưng không được các thầy. Là chịu. Là lấy được. Để đây thì dứt lại được xíu. Lực sĩ mà bưng lấy không được chị nè, nhắc bóng đây là không được. Mình nghiêng thôi. Dạ. Chứ còn nhắc bóng này là không được. Dạ. Bằng chi hè? Không biết bằng gì. Sắc à? Sắc thì cũng nếu nó cũng 5-6 ký thì không chi mà không được. Không, không. Cũng thể nó 5-6 ký được. Hả? Chắc hay nữa sắc? Chắc phải 25-30 ký. À. Thì đắng thử rồi, chị nhắc thử rồi. Dạ. Chị nhắc thử rồi, dạ, nhắc thử. Dạ, chứ đắng quay thế mà. Hay quá hả? Cái tường nhỏ xíu thế mà mấy chục kỷ ghê quá hả? Đẹp quá. Chị thấy nhiều đi ra mà nó nhốt qua trong cái phòng. Đẹp quá. Dạ. Phật, dạ. Phật sống tế mà. Thầy hồi thầy kia đi tu rồi mà đã đọc đây. Phật sống tế công này. Ông phải ông xỉn này. À, tế công hòa thượng ở đây. Tế công hòa thượng thầy dạ. Dạ. Phật sống này. Thầy chưa tại nhà em với thầy hay đọc sách Phật và Phật giáo. Dạ, hồi nhỏ cũng ghi âm cái truyền tế điển hòa thượng động. À, để đấy cũng được kìa. À, hay. Là nghiêng mà không ngã. À, nghiêng nhưng không ngã. Dạ, hay. Cũng là ý nghĩa lắm đó nhá. Nghĩa nhưng không ngã. Ai ngoài đời thì cứ ngã luôn nhưng không thông nghiêng. Xỉn là chỉ có ngã thôi, không thể nghiêng. Cái này là Phật là Lào này. Dạ. Đây Phật Thái Lan này. Đúng rồi, hay là bốn mặt đó. Campuchia này. Hay là tứ diện này đúng không? Tứ diện đó. Phật tứ diện đó. Phật đây là ở Phi Châu này. À thế hả? Hai tay người thấy giống đi dọc. À. Hay quá. Còn đây là nước màu Campuchia hả thầy? À. Cái này là Campuchia hả? Cái Campuchia. Cái cổ này là Ấn Độ này, mấy vị thần ở Ấn Độ này, thần voi này. Dạ. Bên Thái Lan thấy cũng thờ cái này mà thầy. Dạ, gắn xa. Thần voi. Thần voi gắn xa. Dạ. À, Siva là dạ. Vịt nụ này. Campuchia. À dạ, thằng Si. Ba vị Phật. Cha á. Dạ, Siva. Cũng là Phật hả thầy? Vị thần hủy diệt đó. Thần hủy diệt đó. Dạ, thần hủy diệt. Thằng Siva. Dạ. Đó là tượng trưng đạo một con người đó. Dạ, dạ. Đó thằng Vishnu đó thầy. À, rửa là phải có Brahma. Brahma ở đâu thầy? Brahma là vô thể, cho nên người ta không tạo thành Brahma. À, dạ. Brahma là gọi là nhất thể, vô thể rồi. Dạ. À, hay quá. Đây là cái gì? À, Vishnu. Vishnu. Rửa mới nó cũng phải ở bên chỗ bảo tàng cũng có tường Brahma đó. À, tường Brahma bốn đầu đó. Bốn đầu thì đây này. À. Đây là người ta gọi là tượng của Phạm Thiên đó. À. Nhưng mà hắn là vô thể. À dạ.
nhiều hình thể quan biến chiếu này, nguyệt quan biến chiếu này, dạ. Phát thông minh dược sư đó, dạ. Đây là tỳ lô giá na Phật này, tỳ lô giá na Phật. Mấy cái gì tự... dịch qua tiếng Anh ra này? Ánh chiều đó chị. Tiếng Phạn đó là vai lô cà si. Không, cái này phải có cái quyển Phật học có thể thành, dạ. À, từ điển Phật. Nhiều khi bên mấy vị Phật mà qua tiếng Anh là người ta lấy tiếng Phạn đấy. À, đúng rồi. Mình không nhớ được tiếng Phạn nên mình cũng nói mình cứ nói tiếng kiểu là tiếng Việt, Hán Việt, Việt Việt, dạ, Việt họ, dạ. Nói thì chắc khó nhớ lắm chị. Những cái từ Phật tiếng Phạn có phải học sâu lắm mới thầy nhớ. Đây là nhập quan hả thầy? Dạ. Dễ chứ nhớ. Nhập quan. Mình nhớ được cái ý nghĩa là quý lắm rồi. Là nguyệt quan là các cái hình trăng nữ liệt. Dạ, nguyệt quan. Nguyệt quan. Ánh sáng của mặt trăng đó. Dạ. Nguyệt quan là ánh sáng của mặt trời. Nhận thay giỏi với hay là tề thiên nè, tề thiên thầy có cái hình tề thiên uống rượu. À, tề thiên uống rượu đây phải không? Đúng rồi, có cái bông kim cương. Dạ, chỉ đa Phật, dạ. Dạ là. Mấy chị này coi là đệ tử thầy 40 năm rồi. À dạ, gia đình mình ở Đài Lộc ra. Dạ. Dạ. Đại công và thầy hát cái này nè. Dạ, hay quá. Cua đầy. Dạ. Cái thằng trai đó. Giờ cái đó là chá. À, chá cái gì đâu còn như con gái anh. Dạ. Chị thầy mới gặp hả? Dạ, đau. Cũng đi mấy bữa rồi đó thầy, con dạy nó ra mấy lần. Gọi dễ thương kìa. Nó học và đại học ngôn ngữ ở mùa này. Dạ. Nhớ con ra trường chưa? Dạ, chưa, năm nay con mới năm học năm 2. À, chưa hả? Dạ. Đó là con nhỏ tuổi lắm đấy. Dạ, 19-20. Chưa ra sữa, chưa ra sữa, tới đây ra sữa. Chụp hai tượng hoạt cho nguyên cô. Dạ, con dùng cái này, cái này đầy đi. Con qua chưa? Bạn bưng cái đó để nổi ra. Đẹp quá. Đẹp ghê. Này làm gì này? Bưng thử thôi. À, để con ăn đi bưng được không? Được. Nào, em bưng thử đi. Em bưng thử đi cho con thấy. Lực sĩ mà. Được kìa. Không lực sĩ mà thanh niên mà cái này là giống như là con hư á thầy, cái này không biết bằng gì nha. Đức Phật cái thời kỳ tu khổ hành đây con ngày xưa làm bằng sừng bò Tây Tạng. Dạ, nói ghi vô người ta nhớ. Đây tượng Phật này. Dạ, đây là Phật thứ nhất là hỷ xã này. Dạ, là vui với việc thiện của chúng sinh này. Dạ, đây là từ bi này, thương xót nỗi khổ của chúng sinh này. Dạ, bên đây là sân giận này, trị với ông cứng đầu này. Từ bi hay xả sang giận. Rõ ràng cái nét mặt rất là đúng là tinh tế, tinh tế lắm, tinh tế thiệt. Dạ, chất liệu của bức tường này là chính xác à? Đồng. Dạ, hay quá, hay quá. Thầy không nói là không biết rồi thầy. Dạ, 11 quan âm, 11 mặt gọi là thập nhất diện. Hay là tượng quan âm chuẩn đề. Tượng hay là tượng Đức Phật xuất gia. Điền Hoa Sanh. Chứ không phải Phước Phật xuất gia hả thầy? Điền Hoa Sanh hay là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù. Cái đây là gương trí tuệ, kiến trí tuệ. À, kiến trí tuệ. Đây là Bồ Tát Liên Hoa Sanh. Bồ Tát Liên Hoa Sanh. Bữa mốt thầy mở lớp chắc phải khóa học. Thầy nhớ thông báo thầy nghe. Em chị lại quyết tâm đó thầy. Dạ. Quyết. Con đăng ký làm học trò dột nhất của thầy. Thì là học cho mình theo thầy. Đó là cổ viết mà gặp nó sẵn đấy mình có rồi. Chị Huế, đây là từ Huế nè. Dạ. Từ Huế trên 100 năm rồi đây. Dạ, rửa là ở... ở đây là có một cái lăng 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 chuyến đúc đông nữa. Thấy đã. Dạ, đẹp quá. Đây, dạ. Chị đọc ghê không? Chị chảy là thấy rõ luôn, cái dòng chữ luôn. Cái này em chụp em quay cũng rõ lắm. Dạ.
Hay quá. Đây, đây cũng chảy đâu này nè. Chảy chưa? Nhanh hết à? Hay quá, thắp ra mở trên. Ô, oh, cái dòng sữa bây giờ nó rất là đậm luôn. Dạ, đó, đậm chị thấy. Ồ, oh, thấy rõ luôn. Dạ, thấy rõ luôn đó. Hay quá à. Gọi là nhũ trầm. Ô, oh, thấy, thấy sữa chạy từng dòng luôn á. Thấy hay quá. Nói duyên gặp thầy bước qua được mấy cái đây chứ. Dạ, hay quá. Rõ ràng nó thấy này, thấy nhũ trăm này, sữa chảy từng dòng nữa, hay quá. Dạ, dạ, dạ. Hay quá. Hay ghê. Dạ, hay quá. Ờ. Các bạn có thấy nhũ trăm không? Trầm ở trên sữa chạy từng dòng ở bên dưới. Hay quá à. Có bao giờ thấy gì nữa chưa? Chưa chưa. À, có một lần đầu đó. Coi như là hơn hơn 60 nồi bệnh tẹt lần đầu tiên là mới thấy nhũ trăm đó. Ông thấy rõ ràng không? Dạ. À. Hay quá. Có những họ làm hay à. Cái đẹp không? Dạ quá đẹp thôi. Nghệ thuật đẹp trong lần đầu tiên. Ở bên kia nó tưởng quá, nó là trong mình trong đồ này chảy ra chảy xuống là đẹp. Dạ. Hay quá. Chị Xui. Dạ. Chị quá thấy cái sữa đấy nó chảy hay chứ này. Hắn chảy á, thông thường là hắn chảy nó phải theo cái chiều đứng. Nhưng mà ở đây là chị thấy cái dòng chảy nó cấm quá. Dạ dạ đúng rồi, đây dòng suối mà. Như vậy dòng suối chảy xuống này nè. Dạ, không mà chỗ đây cái nó chảy vèo quá này hay quá. Như dòng suối mà. Đây nè, đây là giống dòng suối này nè, chị thấy không? Đó, đổ 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 xuống. Đó, đẹp chưa? Cái này là cái đào con rồng dòng phun ra. Đào rồng nè. Không dám cỏ thanh nó cũng khó quá cho xã. Đẹp quá. Dạ. Mẹ ơi dòng sữa thấm lô. Đúng rồi, dòng sữa thấm lô. Đọc thơ đi. À. Mẹ ơi dòng sữa cam lồ đã nuôi con từ hư vô thuở nào, mênh mông biển rộng trời cao, trái tim Bồ Tát dạt dào bao la, yên nhiên ở tại lòng ta, suối nguồn hạnh phúc trang hòa chân tâm. À, quá đọc bài thơ quá thật luôn. Yeah. Bài thơ ba nồi làm á cho cháu Yến Nhiên nè. Em có vẻ hợp với chị. Toàn. À. Toàn.